Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 2 Tây tháng 5 năm 2022 dương lịch Nhằm ngày mùng 2 tháng 4 à, âm lịch năm nhâm dần Văn theo lời Sư Phụ chỉ dạy Con xin phép được đọc những lời khai thị Của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao Thành tâm cung kính dâng lên Cúng dường chư tôn tịnh đức và quý liên hữu đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng à, trong buổi sáng ngày hôm nay nam mô a di đà phật số 1. tổ sư ấn quang trả lời thư cư sĩ mã khế tây thư thứ 9. tiện mong sao là tác phẩm được soạn bởi mộ liên pháp sư ở núi hồng loa vào năm cuối triều đạo quang tịnh độ quyết nghi luận đặc biệt mượn giọng điệu của ngài để phát khởi Năm dân quốc thứ ba 1914, ông địch Sở Thanh gửi thư bảo tôi viết bài luận ấy để đóng góp tài liệu cho Phật học Tùng Báo. Quang trước đó đã không muốn dùng cái tên Ấn Quang, nên bèn mượn tên Ngài dưới tựa đề ghi rằng di cạo của Hồng Lo Sơn Mộ Liên Pháp Sư Văn Thủy Tăng Thường Tàm Sao Chép Đến khi gửi cho ông Mạnh Do thì đề là mượn khẩu khí của mộ liên Pháp Sư ở Hồng Loa. Khi ông Úy Như ấn hành, cả hai thứ tiêu đề ấy đều bị lược bỏ mất, nên ông mới nghi ấn Quang đã từng soạn sách ấy, trước kia đã hỏi nay trình bày rõ. Tầm vốn không có hình tượng, nhưng xâm la vạn tượng đều do tâm hiền. Tâm vốn không có pháp, pháp là sự phàm những gì có thể gọi tên đều gọi chung là pháp nhưng hết thảy các pháp đều do tâm hiển hiện vì thế mới nói không có hình tượng nhưng là chủ của muôn hình tượng không có pháp nhưng là tông của các pháp tông có nghĩa là quy thú hướng về như sông ngồi chảy xuôi về biển tông lại có nghĩa là chủ thể bởi các pháp không pháp nào chẳng lấy tâm làm thể vậy chúng sanh và Phật đồng thể nào có sai biệt nếu sai biệt sao gọi là đồng được ông lẫn lộn tướng dụng với thể nên mới hỏi câu ấy chúng sanh và Phật về thể vốn không hai chỗ bất đồng chính là mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng của thể chúng sanh mê nghịch đối với thể còn Phật Bồ Tát ngộ thuận theo thể mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng bèn thành khác biệt một trời một vực. Ngài Phổ Hiền dùng mười đại nguyện vương khuyến tấn thiện tài và hoa tàn hại chúng. Hãy nên xem Phổ Hiền thành nguyện phẩm sẽ tự biết. Trong bộ văn sao của quan chỗ nào cũng nói đến điều này, sao chẳng lãnh hội. Về bốn cõi của cực lạc thì kẻ đới nghiệp vãng sanh sống trong phàm thánh đồng cư độ. Đồ người đã đoạn kiến tư hoặc sống trong phương tiện độ người phá được vô minh sống trong cõi thật báo người đoạn sạch vô minh sống trong cõi tịch quan thêm nữa cõi thật báo là ước trên quả báo cảm được mà nói tịch quan là ước trên lý tánh chứng được mà nói vốn cùng là một cõi nhưng giảng như thế để cho người ta dễ hiểu Do vậy, kẻ phần chứng thuộc về thật báo, còn người mãn chứng thuộc về tịch quan. Chứ thật ra, trong hai cõi đều có phần chứng và mãn chứng. Trong văn sau cũng nói cặn kẽ điều này. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh của đồng cư. Tuy là người đới nghiệp vãng sanh, nhưng chẳng thể gọi là phàm phu, vì họ đã đều đắp ba thứ bất thối, đây chính là lý luận thông thường. Muốn so sánh với sở chứng của người được vãng sanh cực lạc thì cứ đọc kỹ sẽ tự biết. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương tuy chưa đạt tâm này làm Phật, tâm này là Phật nhưng quyết chí cầu sanh như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên đây là chưa đạt lý tánh nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì là tin Tây Phương A-di-đà Phật tâm ta sẵn có đủ do tâm ta tạo. Tâm có đủ nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo là nương vào lý, tâm có đủ ấy để khởi tu, thì lý ấy mới hiện hiện. Do vậy gọi là tạo. Tâm đầy đủ chính là lý thể, tâm tạo chính là sự tu. Tâm đầy đủ chính là tâm này là Phật, tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật bèn xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiện. Tuy ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự thì mới là chân tu. Nếu không bèn rớt vào tri kiến cuồng vọng chấp lý phế sự. Do vậy mới nói dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ do tâm tạo ra để buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này thiên cổ chưa từng có, quả thật là khế lý lẫn khế cơ. Lý sự viên dung chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ, ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì dẫu chưa ngộ lý nhưng há có thể ra ngoài lý được ư. Bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm, hệ đã ngộ thì sự chính là lý. Há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự, lý chẳng lìa sự sự chẳng lìa lý lý sự vô nhị như thân và tâm con người cả hai thứ cùng sử dụng một lúc trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm đây kia tách rời nhau người đã đạt dù có muốn chẳng dung hợp cũng không được còn tri kiến cuồng vọng chấp lý phế sự thì chẳng thể dung hợp được toàn chân thành vọng toàn bộ vọng chính là chân do giống như toàn thể nước biến thành sóng Toàn thể sống chính là nước Nước là tướng tình Sống là tướng đồng Động tịnh tuy khác Tánh ước vốn đồng Suốt ngày tùy duyên Suốt ngày bất biến Suốt ngày bất biến Nhưng suốt ngày tùy duyên Giống như hư không trọn chẳng có các tướng Nhưng mây đùng bèn tối Mặt trời chiếu bèn sáng tỏ Bụi do gió thổi dậy Nên bẩn thiểu Bụi do mưa gột bèn sạch sẽ hư không là bất biến chẳng ngại tùy thuận các duyên thành ra sáng tối trong đục tuy là sáng tối trong đục khác nhau nhưng bản thể của hư không trọn chẳng biến đổi hiểu rõ điều này sẽ tùy thuận cái duyên ngộ tịnh để tạo cõi phật sẵn có trong tự tâm bỏ cái duyên mê nhiễm để diệt sáu cõi và tam giới huyển hiện trong chính cái tâm này đây chính là ước theo mười pháp giới mà nói nên bảo lục đạo là sáu cõi và tam thừa là ba cõi, chớ nên hiểu lầm. Tâm này trọn khắp thường hằng, hệt như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước. Ví như hư không bị vật ngăn ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng vậy. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng, chính là chấp trước vọng hiện. Há nào phải hư không thật sự bị vật chướng ngại, nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thể thường hằng. Do vậy cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì nhau, có khác là vì phàm phu mê nhiễm nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta, tâm ta sẵn có Phật Di Đà, đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải nên thường niệm, đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiện hiện, sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai, do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật. Những điều đã nói đến trong phần sau của thư ông viết đều là vì chẳng hiểu. Thật sự chẳng có tự tướng, thuận theo mê nhiễm nên cái thể ấy biến thành vọng. Vọng vốn không có tự tánh, bởi lẽ bản thể của mê nhiễm vốn là chân. Hai câu suốt ngày tùy duyên suốt ngày bất biến và suốt ngày bất biến suốt ngày tùy duyên xôi rồi lẫn nhau, tán trợ lẫn nhau, do tâm ông không có chánh trí nên nghi hai điều ấy là mâu thuẫn niệm Phật xong bèn khởi ý niệm ta người chính là tự sanh chứng ngài. Phạm người hành đạo Bồ Tát phải phát tứ hoàng thể nguyện. Nếu có được cái tâm tứ hoàng thể nguyện thì dù cảnh ta người có phát trong tâm địa rốt cuộc vẫn chẳng khởi chấp trước ta người. Khởi ta người đều là do tâm trụ vào tướng, chẳng biết ý chỉ vi diệu, tâm Bồ Tát không trụ vào đâu hành lục độ vạn hạnh thượng cầu hạ hóa. Những điều vừa nói trên đây, nếu tự lãnh hội được thì tốt. Nếu như không thể lãnh hội thì cứ lắng lòng niệm Phật. Đến lúc nghiệp tiêu trí ràng sẽ tự hiểu biết rõ ràng. Chẳng cần phải chiên chú hỏi ai khác nữa. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về phóng sanh. Trong vô số những pháp môn phương tiện mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất Mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất Sở dĩ như vậy vì phóng sanh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sanh Mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất Được trân quý nhất của tất cả chúng sanh Giải cứu được sinh mạng cho chúng sanh Tức là giúp chúng sanh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất Đáng trân quý nhất Đức Phật dạy mỗi một chúng sanh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một việc phóng sanh, đơn giản, dễ làm mà có thể gieo được cái nhân lành, thù thắng không gì so sánh được. Đó là cứu vớt sinh mạng cho những chúng sanh sắp phải nhận lấy cái chết. Hơn nữa, giới sát phóng sanh thì tiêu trừ nghiệp chướng là trưởng dưỡng được tâm từ bi. Dù là xét theo lý lẽ thường tình của thế gian hay theo giáo pháp nhân quả của Phật dạy, cũng đều có thể thấy được là việc làm ấy đáng trân trọng biết bao nhiêu chắc chắn sẽ mang lại công đức vô lượng và niềm hỷ lạc vô biên. Câu chuyện sát sanh bị quả báo tàn khốc đến chết, trích trong an sĩ toàn thương tại chiết giang có người họ thiệu làm nghề giết mổ và bán rượu thịt ông nuôi mấy con lợn một hôm đang chọn xem con nào béo mập để giết thịt bỗng một con trong số đó quỳ mộp xuống mà rơi lại khóc họ thiệu không hề khởi tâm thương xót ngược lại còn nổi giận mang con lợn ấy đi giết ngay hôm ấy trời đổ mưa họ thiệu bày thịt lên quầy đến tối mịt vẫn không có một người nào đến mua Ông ta trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán hận, chân mang đôi gút gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn định móc lên cái móc sắt treo thòng xuống từ xa nhà. Không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế, miếng thịt rơi xuống đất, trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bằng tay ông, khiến ông bị treo lên lơ lửng không cách gì gỡ ra được. Người nhà gấp rút cứu xuống thì ông ta đã đau đớn cùng cực đến mức mê sản không còn tỉnh táo nữa. Khi ấy vừa lúc trong nhà đang cất rượu, họ thiệu gào thét đau đớn, rồi dùng tay vơ cả rượu và hèm rượu cho vào miệng ăn. Bả hèm nhem nhút quanh miệng, lại bôi dính khắp người thật nhơ nhớp. Trong ông ta lúc ấy mường tượng như một con heo dơ bẩn. Họ thiệu nằm một chỗ kêu la đau đớn như vậy đến hơn 20 ngày rồi mới chết. Lời bàn, người đời ai cũng muốn được giàu có, nhưng làm nghề đồ tể lại thường nghèo mạt. Người đời ai cũng muốn khi chết được an lành, tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bắt đắc kỳ tử. Người đời ai cũng muốn gia đình đoàn tụ, nhưng làm nghề đồ tể thì gia đình thường ly tán. Đã thấy biết như vậy thì cớ gì phải đeo đuổi mãi theo nghề ấy vào thời đức phật còn tại thế có một người đồ tể dạy cho con cách thức giết dê đứa con muốn xuất gia theo phật không chịu học theo nghề ấy ông ta giận lắm liền nhốt đứa con vào một căn phòng cùng với con dê trao cho một con dao và nói nếu mày không chịu giết con dê ấy thì dùng dao này tự sát đi đứa con suy ngẫm rất lâu quyết định thà chết chứ không phạm vào giới cấm do đức phật chế định Nghĩ vậy rồi liền vung dao tự sát, chỉ trong giây lát liền tái sinh nơi cung trời đau lời, được hưởng vô số những điều vui thích. Vì thế Đại sư Liên Trì dạy rằng, xin có lời khuyên hết thảy người đời. Nếu như quả thật không thể làm nghề gì để sống, thì thà đi ăn xin Nếu tạo nghiệp ác giết hại để kiếm miếng ăn, thà nhịn đói mà chết còn hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à, kính à, bạch chư tôn đức tăng à, hiện ở tại viện chiên tu và chư tôn đức tăng ở chùa quán thế âm đang à, xem trực tiếp à, kính thưa toàn thể quý phật tử vừa à, qua đại đức thích nhận minh đã soạn những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trong văn sao à, và mẫu chuyện à, trong sách an sĩ toàn thư à, thưa quý vị à, thực sự thì uh, những người làm cái nghề đồ tể tức là sát sanh hại vật thì cũng mục tiêu để cung cấp cho người ăn mà thôi uh, vì vậy cho nên uh, nếu uh, người ăn mà không có ăn thịt thì người đồ tể này uh, không có giết và dẫu cho giết cũng không biết bán cho ai cho nên họ sẽ không có giết. Cho nên Tổ sư ông Quang vẫn đề sướng về cái việc uh, ăn chay là mục tiêu uh, cho cái việc uh, cứu mạng, cứu nạn những chúng sanh đang gặp nạn. Cho nên Tổ sư ông Quang nói là nếu mà người đó uh, đi phóng sanh mà họ uh, ăn mặn á thì cũng tốt Tuy nhiên cái nghiệp để quá giải thì khó quá giải được. Bởi vì mình vừa ăn chay để tạo những cái phước báu của thọ mạng. Và nếu mà mình vừa phóng sanh nữa thì cái phước báu, cái công đức thọ mạng nó nhân lên gấp đôi. Còn nếu mà mình phóng sanh để mình mình tạo cái phước báu của thọ mạng đó mà mình ăn mặn đó thì trừ qua cắn lại nó cũng hết mất Vì vậy cho nên cái việc ăn chay thì Tổ sư ứng Quang nói rằng là phải cật lực đề xướng khuyên người ăn chay Rồi mới đến cái chỗ là khuyên người kiên giết và khuyên người phóng sanh à, Chứ nếu mà khuyên người phóng sanh mà không khuyên người ăn chay á Thì người giết đồ tẻ vẫn cứ phải giết hoài cho nên chúng tôi thực sự bao nhiêu năm nay khuyên mọi người ăn chay và hầu như cái tâm huyết của chúng tôi mỗi lần nói đó thì động chạm đến rất nhiều người và họ họ xây chuyển được cái việc chuyển ăn mặn thành ăn chay vì vậy cho nên mong rằng mọi người có mặt hôm nay hầu như Phật tử hôm nay nhân ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hôm nay ngày mùng 2 À, một số các Phật tử như cô Sen ở bên Hàn Quốc rồi cô Phương, cô Nga từ Hà Thủ đô Hà Nội mới vào đây. À, một số quý Phật tử cũng gần nơi đây, đây nghe hôm nay phong sanh lớn nhân ngày mùng 2 tháng tháng 5 ngày lễ mà trong những ngày lễ như vậy thì những người họ nghỉ lễ thì thường họ đi chơi với đi ăn. Nghỉ lễ thì họ không làm cho nên thành ra cái việc mà ăn uống nó càng sung túc mà ào ạt và ăn nhiều hơn. Vì vậy cho nên hình ra hôm nay phóng sanh lớn để mua bớt những con thú này thay vì chiều hôm nay nó bị chết. thì cái việc mà cứu mạng để mà giúp cho sinh mạng chúng sanh này được sống thêm năm ba ngày một hai tháng thì đây là một cái việc làm mà mười phương chư Phật nói chung cũng như Đức Phật Tích Ca Mâu Ni và các vị Bồ Tát Thánh Hiền đều khen ngợi và cái việc này là cái việc làm của các vị Thánh Hiền vì vậy cho nên hôm nay nhân cái ngày lễ mà chúng ta không ăn mà chúng ta cứu thả nữa thì cái phước báu này rất là lớn à, chúng tôi nghiệm lại à, vừa hôm bữa có thầy tánh thầy đọc ở trong an sĩ toàn thư đó. mà cái bộ sách này thì tổ sư ấn Quang khen ông chu an sĩ này ông đã dày công viết ra cái bộ sách này và trong bộ sách an sĩ toàn thư đó thì à, có nói đến cái việc là con người mình nếu mà không có biết sát sanh là tội à, ăn chay là phước và ăn mặn là tội à, phóng sanh là phước đó thì à, cái nghiệp nó chắc chồng nếu mà nó có hình tướng đó, nó có hình tướng giống như cái máy quay phim này giống như cái dù đó, thì thì mười phương hư không này không đủ chứ vì nó vô hình tướng cho nên thành ra nó nhiều mà chư Phật nhìn thấy cái túc nghiệp mình vô lượng đời kiếp đến bây giờ là không biết bao nhiêu sinh linh chết với mình, bao nhiêu on gia trái chủ thì chư Phật chư Bồ Tát có thần thông thì nhìn thấy nhưng mà do mình nhìn không thấy cái nghiệp của mình cho nên mình vẫn cứ tạo. Cho nên mà thực sự mình nhìn thấy được cái nghiệp của mình nó có hình tướng thì thì vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó nhiều mà mà hư không này không thể chứa nó hết được. Kinh khủng không? Bây giờ mình nghiệm lại thì trong một đời này thôi. Mẹ mình mang thai thì mẹ không hiểu thì ăn con này con nọ luôn. Ăn cua nè, rồi ăn bồ câu nè, hầm thuốc bắc nè để cho cái thai nó tốt lên. Mà tối xưa ông quan nói là nếu mà ăn cua thì đứa con này sanh ra nó ngang ngạnh. À, ăn chim sẻ sẻ thì đứa con này sanh ra thì nó là đa dục. Nó có quả báo hết. Vì vậy cho nên thành ra là khi mình nằm trong bụng mẹ mình là mình đã tạo nghiệp sát sanh. Chưa biết nói, chưa biết làm. Nhưng mà mẹ mình vì mình, vì cái thai vì mình mà mẹ đã sát sanh rồi. Vừa sanh ra cái rồi đầy tháng thôi. Đầy tháng rồi cũng phải sát sanh để mà mời mọi người xuống. Ô tôi mới sanh ra đứa con nhìn nó mũm mỉm đứa con trai đứa con gái mà nhất là sanh hai đứa con gái rồi mình sanh đứa một con trai nữa thì quý nó là càng giết nhiều để mời nhiều người hoặc giả dạ, sanh đứa con gái rồi bây giờ sanh đứa con trai thương nó quá mình đang cần quá mình cầu mong thì mình lại sát sanh nhiều nữa rồi thôi nôi đến đầy năm cũng giết tiếp luôn mà chúng tôi không hiểu sao mà ông chu an sĩ ông, ông, ông nhớ và ông thấy cái cuộc đời của mình từng giai đoạn mà ông nói ra mà chúng tôi thực sự đáng phục cái ông này Tổ sư ông Quang phải khen ông này và cái bộ sách này Tổ sư ông Quang in rất nhiều à, Và đến cái lúc lớn lên rồi Thì mỗi năm sinh nhật đúng không Nhưng hôm nay là là chúng tôi ngày mùng 2 tháng 5 Gọi là sinh nhật của chúng tôi Mà nếu mà chúng tôi không đi tu Thì bao nhiêu con thú lâm vào tử địa Tuy rằng mình không trực tiếp giết Mà vô nhà hàng để mình đặt Thì cũng không khác gì giết đâu Đem tiền đi thuê người ta giết đó rồi mỗi năm sinh nhật của mình là đi tới nhà hàng hoặc gia đình của mình giết chóc mà gia đình càng giàu thì sinh nhật con cái càng lớn. còn nếu mà con cái ở vùng quê và gia đình không có điều kiện thì có những gia đình không biết sinh nhật cha mẹ rồi anh em cũng không có sinh nhật đâu nghèo quá mà lấy gì để sinh nhật. nhưng mà những người giàu thì họ sẽ làm sinh nhật rất lớn cho nên hình ra tổ quan mới nói rằng là càng giàu có càng có phước thì càng tạo nghiệp lớn hưởng phước tạo nghiệp tạo những nghiệp sát sanh tạo những nghiệp xấu ác thì họ có phước báu cho nên họ tạo nghiệp càng mạnh cho nên những cái nhà họ giàu có thì họ mời khách linh đình che rạp hộp nhà gia đình họ giàu họ mang rượu bia thịt thà đến để đãi rất nhiều người ăn chung mà tội riêng à, rồi rồi thôi noi xong rồi bây giờ con cái lớn lên đám cưới nữa chứ à, đám cưới mà đám cưới chay họ không chịu đám cưới mặn rồi à, rồi đám cưới ra rồi sanh con cái rồi tiếp tục mình cũng làm y chang như vậy nữa. Thôi nôi rồi đầy tháng đám cưới cháu chắc nó cứ như vậy mà tạo nghiệp sát sanh. Có những người họ có những căn lành Họ giật mình tỉnh ngộ Họ phát tâm ăn chay, họ không sát sanh nữa Nhưng mà như vậy cũng chưa là đủ đâu Mình mới có chỉ ác Tức là mình ngưng những điều ác không sát sanh nữa mà Mình ăn chay, mình kiên giết Rồi mình đi phóng sanh Thì khi mà mình chỉ ác Tức là mình ngưng những điều ác đó nhưng mà cái túc nghiệp của cái việc mà từ khi mình nằm trong thai mẹ mình vì mình mà giết đó Rồi cho đến cái lúc mà mình đám cưới vân vân mọi thứ rồi mình ăn đồ đó Thì những cái túc nghiệp của trong đời này và nhiều đời trước thì bây giờ làm cách nào quá giải đây đó Hôm nay Phật tử ngồi ở đây Những người khắp nơi trên thế giới mình ngồi mình suy nghĩ lại điều này Rất là thực tế đúng không? Tuy rằng hiện tại mình kêu mình ăn chay, mình phóng sanh là mình thấy như là đủ rồi phải không? Chúng tôi nói chưa đủ, Nay ơi bản thân chúng tôi đi tu còn tấm bé nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức phóng sanh hàng ngày là do trước khi đi tu chúng tôi cũng ăn thịt và tạo nghiệp sát sanh và nhiều đời nữa vì vậy cho nên hình ra cái việc phóng sanh mình phải hàng ngày và mình phải để cái tâm vào và mình nên khuyến khích mọi người thì như vậy bây giờ cái việc mà quý phật tử bây giờ đã ăn chay ví dụ như là cô hường cô phương rồi đó có Nga rồi đó mọi người đó có lợi rồi đó chú đức tính rồi đó đó mọi người đó là bây giờ bắt đầu ăn chay rồi phải không ạ à? rồi tin tưởng pháp phóng sanh nhưng mà trước khi mình ăn chay mình có ăn thịt không có mà có đã có ăn thịt là mình đã tạo nghiệp sát sanh gọi là gián tiếp sát mà tổ ấn quan người dùng danh từ là đem tiền thuê người ta giết mà khi gián tiếp giết và đem tiền đi thuê người ta giết và vui theo giết và ăn ngon gọi là vui theo giết đem điền đi thuê người ta gọi là mình tùy hỷ theo để mà giết thì đều có cái nghiệp sát sanh hết và khi mà nghiệp sát sanh xuất hiện trong tâm thức của mình thì thọ mạng mình bắt đầu giảm mà chúng ta không hiểu làm sao mà có nhiều người họ ăn mặn nhưng mà họ phải sống lâu có nhiều người họ cũng nghi ngờ họ kêu sống người đó sát sanh ăn mặn họ sống lâu là do cái phước của đời trước của họ đã tích lũy thọ mạng cho nên đời này họ xài chưa hết cho nên họ còn sống mà thọ mạng đời trước và đời này hết là họ chết đủ kiểu chết vì à, xe tông, chết vì chán quá tự tử chết vân vân, đủ kiểu họ phải chết khi thỏa mạng hết. Như vậy thì bây giờ cái việc mà trong đời à, quá khứ mình không thấy không nói mà trước khi mình ăn chay, mình phóng sanh, mình kiên giết thì mình đã tạo nghiệp sát thì bây giờ mình phải làm sao? Thì có hai cái điều Phật tử nên lắng nghe nè, hai cái điều. Điều thứ nhất là Tổ sư thượng quang đó là niệm Phật, niệm Quan Âm trì thần chú Đại Bi tu tập tiêu túc nghiệp. Túc là quá khứ, cái nghiệp của quá khứ mình đã tạo ra thì mình nên dùng công đức niệm Phật để quá giải, để tiêu. Mà trí thành để niệm Phật thì tiêu tốt nghiệp. Ở bên cạnh đó mình phải phát tâm phóng sanh kiên giết và khuyên người phóng sanh, khuyên người kiên giết. Thì hai cái công đức này nó quá giải nghiệp lực để lúc lâm chung mình không bị đau đớn và không bị on gia trái chủ đến đòi nợ mình. À, hai cái điều này nên nên lưu tâm và làm hai cái điều này thì cái công đức phóng sanh á, thì tùy theo khả năng của mình Nếu mình không có tiền thì mình làm sao tạo cái phương tiện mỗi ngày 10 giờ sáng mình phóng sanh khắp nơi trên thế giới cũng như quý phật tử thì hôm nay quý phật tử về tại đây phóng sanh mình ngồi ngay trong cái đàn tràng này thì cái cái sự trang Nghiêm trong đàn tràng này nó có mà nhớ là khi trang Nghiêm như vậy cung kính như vậy là công đức nó rất là Thù Thắng mà nếu mà mình ở nhà mà mình có được cái phương tiện, cái phòng, rồi một cái tivi, internet mà mình ngồi trang nghiêm như vậy. Thì công đức phóng sanh thực sự nó giống y chang như là mình ngồi trong cái đạo tràng phóng sanh này. Thành kính là công đức là phước báu. Mình cũng làm việc đó mà mình hời hợt không thành kính thì cái công đức phước báu nó không có. Đó. Thì như vậy là hai cái việc mà Tổ sư Ấn quan đề sướng là người đã tạo cái túc nghiệp rồi. Thì nên phát tâm phóng sanh bên cạnh đó là in kinh in tượng Phật thì nghiệp của quá khứ nặng thành nhẹ nhẹ biến mất thứ hai là thành tâm niệm phật thì nó tiêu túc nghiệp mà khi mà cái nghiệp mình nó tiêu thì trí tuệ phát sanh phước đức theo đó mà mà lớn dần lên nghiệp tiêu trí rạng chứng tận phước sanh khai minh tâm địa và khi mạng báo thân này được vãng sanh tây phương cực lạc có gì sướng bằng không nhưng mà những người họ không hiểu được cái đạo lý này Họ không có đọc văn sao Họ không nghe người nói Cho nên họ không thông được cái văn lý này Cho nên thành ra họ không làm được Mà nếu mà khi mình thông được cái văn lý này Mình hiểu, mình tin được Thì mình làm được Thì cái lợi ích này vô biên cùng tận Hưởng cả đời không hết Và thỏa mãn hết Được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thì cái người mà họ tin tưởng điều này Thì họ thấy không có gì vui bằng Dẫu cho họ làm ăn bị thất thoát Hoặc là họ bị tập nguyền Gia đình họ nghèo khổ Thì họ coi cái đó là cái việc bình thường Họ phải trả mà cái niềm vui của họ sắp tới đó là họ lúc lâm chung không bị đau đớn, không bị hôn mê và Đức Phật và cùng thánh chúng tiếp dẫn họ vãng sanh. Có khi nào mình nghĩ điều này mình làm niềm vui không? Có khi nào mình nghĩ điều này mình làm niềm vui không? Nếu mà mình nghĩ điều này mình làm niềm vui á thì cái việc vãng sanh không khó, không khó, dễ như trở bàn tay. Đó như hôm qua thầy Minh đọc cái lá thư mà chúng tôi soạn đó, ngài nói là hàng ngày nghĩ đến cái chuyện là mình muốn vãng sanh và khi mà mình muốn vãng sanh như vậy thì Phật A Di Đà cảm được cái tâm mình mình cảm được Phật thì chắc chắn mình được vãng sanh không khó. Vì à, vậy cho nên à, hôm nay nhân cái ngày mà quý Phật tử à, phát tâm phóng sanh lớn thì chúng tôi vài lời để mà chia sẻ sách tấn quý Phật tử phát bồ đề tâm tinh tấn dũng mãnh nếu mình chịu ăn chay khuyến khích gia đình ăn chay con cái ăn chay thì con cái của mình nó sẽ tích được cái phước cái đức lớn lên nó trở thành người hiền người thiện giúp ích cho gia đình và đất nước hôm qua cô phương cổ có nói hai đứa bé mà sư phụ kêu lên cái lúc trai tăng con lại quý kính mà con thấy nếu mà gia đình nào cũng được như vậy đó thì đứa con nó trở thành hiền thiện hôm nay hai đứa bé và mọi người cũng muốn biết cha mẹ của đứa bé là ai nữa nè hôm qua chúng tôi nói mà không có thời gian chưa có hết chắc là mọi người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới còn những người mà có mặt ở đây thì chút nữa sẽ nhìn cái gương mặt hai đứa bé này đứa bé trai thì ăn chay từ lúc ba tuổi mà trước khi trước khi ăn chay á, thì bệnh hoạn rất là nhiều người mẹ rất là khổ sở đi bệnh viện hoài uống đủ thứ thuốc mà không hết bệnh rất là khổ sở mà từ khi bắt đầu cha mẹ ăn chay rồi cái đứa bé trai này ăn chay á, thì bắt đầu nó hết bệnh mà nhìn gương mặt của nó rất là phúc hậu Nhìn khuôn mặt nó đầy đặn Mà khi mà chúng tôi mời xuống đây ăn cơm Có bữa ăn cơm với chúng tôi đó, nó, nó như người lớn Nó rất là chững chạc Có một số những đứa nhỏ Mà khi chúng tôi mời ba mẹ đến Thì những đứa bé đến đó, Nó, chạy lăn xăng lít xích Ba mẹ la một chút xấu xíu xong rồi cái Nó ngưng rồi nó chạy tiếp Cái là đến một cái nơi khác Mà dạy nó không được rồi nó khóc la nó đồi phải bấm điện thoại để mà nó đưa điện thoại cho nó đưa không đưa nó làm mình làm bậy nó khóc phải đưa cho nó rồi nó bấm nó chơi game nó chơi cái gì trên đó cha mẹ chiều nó mà nó mới chút xíu năm sáu tuổi bảy tám tuổi có đứa 10 10 tuổi mà không nói nó được nhỏ như vậy mà dạy không được cho đừng nói là lớn lý do gì lý do từ nơi cha mẹ không có học được lời thánh hiền đứa con cái nó hư hỏng từ lúc nhỏ mà nó hư hỏng Còn măng mà uống không được Thì nó mọc thành tre rồi Cứng cỏi làm sao mà uống đây Cho nên thành ra chúng tôi về cái suy nghĩ hai đứa bé này Rất là ngoan Và không có khi nào mà xuống đây chúng tôi thấy Mà cầm điện thoại mà bấm Mà cha mẹ nói không nghe Mà chạy giỡn lung tung Tổ xưa ông quan có một lần Ngày nói đến cái câu chuyện Có một cái ông đó Ông làm quan lớn Ông lên ông, ông, ông thăm ấn tổ thì cái đứa con nó nó chạy nó giỡn, nó nghịch thì ông cha ông la nó cái nó ngồi im chút xíu nó chạy tiếp thì tổ ông quan mới nói đứa con của ông mà ông không dạy được tề gia không được thì làm gì ông trị quốc để ông bình thiên hạ được trước tiên ông phải là tu thân khi mà ông tu cái thân ông tốt rồi á thì thì dùng thân để giáo hóa con cái nó nghe còn ông không tu cái thân của ông ông không có tu sửa cái thân của ông cho tốt cho nên thành ra ông chỉ dạy bằng cái miệng Cho nên nó có sự tranh cãi Ông nói nó không nghe Ngay đứa con của ông ông nói không được Thì hỏi làm sao ông mà có thể ra điều hành một công việc lớn được Làm sao ông trị quốc được Làm sao ông bình thiên hạ được Cái gốc ông bị mất rồi Kinh khủng chưa Cho nên mới nói là tu thân rồi tề gia trị quốc mới bình thiên hạ cái gốc của thiên hạ là đất nước Mà cái gốc của đất nước là xã hội Mà cái gốc của xã hội là gia đình Mà cái gốc của gia đình là cái thân mà cái gốc của cái thân là cái tâm Nếu mà cái thân súc sanh Cái thân địa ngục, cái thân ngạ quỷ, cái thân trời người Tất cả các thân Từ cái thân Phật đến cái thân địa ngục Là từ cái tâm mình nó biến hiện ra Cho nên cái tâm này là cái gốc của cái thân Mỗi người trong gia đình là cái gốc cổ của, của gia đình Mà mỗi gia đình là cái gốc của xã hội Cái gốc của đất nước là xã hội Mà cái gốc của nhân loại là là đất nước Tất cả các nước trên thế giới gom lại thành một một nhân loại Cho nên thành ra mình nói đứa con nó hư Mình la nó và mình nói nó là theo trào lưu xã hội nó hư mà không phải đâu hư từ nơi mình không biết dạy dỗ nó à, hôm bữa chúng tôi gặp hai mẹ con ngay chúng tôi mà hai mẹ con nói qua nói lại cãi nhau chúng tôi không có cách nào nói được thì chúng tôi mới nói người mẹ là do cô phải tự trách cô và cô không biết dạy nó cho nên bây giờ nó hư chứ không phải cái phong trào trào lưu xã hội làm cho nó hư cái đó là chuyện nhỏ thôi cái đó là chuyện nhỏ mà cái chuyện mà cô không học lời thánh hiền cô dạy từ trong trứng nước từ trong thai gọi là thai giáo rồi có sanh nó ra có dậy nó trở thành thánh hiền à, thì thì nếu mà nó là thành thánh hiền thì bây giờ làm sao nó nhiễm những cái trào lưu xã hội nó hư được à, vì vậy cho nên chúng tôi mới tán tháng gia đình của chú cái cường chú đức quang này đã có hai đứa con mà thực sự chúng tôi nói nếu mà lo lắng cho nó đến khi lớn lên thì nó trở thành thánh hiền rồi hôm qua chúng tôi gặp một bé nhỏ này chúng tôi nói chừng lớn lên con làm bác sĩ ngăn nó kêu không con muốn làm y tá con đi phục vụ lo lắng cho các cụ lo lắng cho mọi người người ta bệnh hoạn Ồ. còn nhỏ mà nó có cái định hướng như vậy cho nên chúng tôi khuyên những người làm mẹ bây giờ mình đã lỡ sanh nó ra mình không dậy nó đã hư rồi thì bây giờ mình phải làm sao có nhiều phật tử cũng phàn nàn nói con của con nó hư quá bây giờ con nói nó không được bây giờ nói không được phải làm sao thì tổ sư ông quan nói là không nói nữa không dùng miệng giáo hóa nữa mà dùng thân để giáo hóa dùng thân tức là mình làm một người tốt tự nhiên nó nhìn vô cái gương của mình rồi bắt đầu nó thay đổi Chứ bây giờ mình không đủ cái uy đức Và mình không trở thành một người hiền thiện Hiền mẫu Mà nó là một người ngỗ nghịch ngang tàn Mà càng nói là càng on gia trái chủ Càng có cái sự bực bội lẫn nhau Cho nên bây giờ không nói nữa Bây giờ phải làm gì Bây giờ mình dùng thân giáo hóa công phu cho tốt và Chúng tôi nhớ là có hai anh chàng xì ke Ở ngoài Hải Phòng Ăn chơi xì ke Cứ cổ mua cái gì mới về là nó chộp nó đi Bán nó chích xì ke hết cuối cùng bà cụ không biết làm gì nữa hết nghe để chúng tôi xong rồi bà cứ tụng kinh mà mỗi lần tụng kinh buổi sáng phải để tiền cho thôi nó réo nó làm tụng kinh cũng không được cứ để tiền sau lưng nó lấy nó chích xì ke một thời gian của tu 3 năm sau đắc lực luôn á tụng kinh lúc đó là tụng vô lượng thọ bên niệm phật với thời gian tự nhiên nó cảm được nó chuyển nghiệp được nó kêu sao thấy thương mẹ quá mẹ lo cho mình mẹ khổ vì cái chuyện mình chích xì ke hai đứa thay đổi luôn đi xe đạp từ Hải Phòng vô tới chùa chúng tôi mà đi đến đâu là cắt tóc đến đó, nó có nghề cắt tóc, đi đến đâu là cắt tóc đến đó để lấy tiền để ăn đi vô tới trong này nó nói Phật pháp nhiệm màu. Quay về lại ngoài đó chúng tôi hướng dẫn là đi hộ niệm luôn, mà nó ăn chay trường luôn và nó đi hộ niệm mà hai chú này nói là cái người mà hộ niệm mà ăn chay thì cái sức hộ niệm và cảm đến Phật giúp cho người để mà vãng sanh nhanh hơn thì nó đổ bao nhiêu người ăn chay. Một câu nói đó thôi mà nó làm được cho nó đổ bao như người ăn chay thì bà, bà mẹ có hai chú sĩ ke này có nói nữa không 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 nói một lời bởi vì nói cũng được mà nói là cãi nhau cho nên mà không nói một lời lâu ngày chày tháng nhờ cái đức tu hành và nhờ cái im lặng đó mà giáo hóa được hai đứa con sĩ kê cái chỗ này phật tử lưu tâm ở chỗ này nên lưu tâm ở chỗ này còn nếu mình dạy nó từ nhỏ như hai đứa bé này thì thôi yên ổn vô cùng rất yên ổn đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói một chút xíu về cái giáo dục gia đình và cái 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 việc mà chúng tôi vẫn thấy là đứa bé gái này là ăn chay từ trong bụng mẹ luôn ăn chay ăn chay từ trong bụng mẹ mà mẹ ăn chay rồi thì con mới ăn chay được mẹ tu hành mẹ tích đức thì con mới tu hành tích đức được chúng tôi đưa cái bộ sách giáo dục gia đình về gia đình đọc mấy đứa nhỏ nó nghe mà chúng tôi nói đọc một năm hai năm một ngày một tháng một năm hai năm ba năm đọc lâu ngày thâm nhập vào văn sao giáo dục gia đình trở thành một gia đình hiền thiện một gia đình thánh hiền làm gương mẫu cho đất nước cho nên Ấn Tổ mới nói một câu Nếu mà lo cái cái cử nghiệp công danh Về sự nghiệp cho nó làm bác sĩ kỹ sư Mà không lo về tổ nghiệp Tổ nghiệp tức là lo cho nó về tin nhân quả Biết điều thiện Giúp người, thương người, phóng sanh, kiên giết, ăn chay, tu hành Đây là giúp cho nó cái tổ đức Mà thường con người là con cái nuôi cho nó là để tiền bạc giúp cho nó cái tổ nghiệp Ngài kêu nếu mà tổ nghiệp mà bị thất bại không có thẹn gì đâu sự nghiệp của nó thất bại không có thẹn gì đâu không có buồn gì đâu sợ là tổ đức á tổ đức tức là cái công đức của nó không có thì cái đây mới là cái lo lắng nghĩa là cái tổ đức tức là nó không biết nhân quả nó không biết đầu thiện điều ác nó không có biết tích phước thì nó lớn lên giàu cho nó là kỹ sư bác sĩ giàu cho nó là người mà giỏi vắng nhưng nó là một người ác đức bây giờ nó thất đức cho cha mẹ muốn cho con cái thành nhân chế mỹ là phải tập trung tích lũy cho nó cái tổ đức cái tổ đức đó là không ngoài cái chuyện phóng sanh, kiên giết, ăn chay, tinh nhân quả, biết nghiệp báo, biết luân hồi, biết niệm Phật, là biết thương người. Đó, những cái tổ đức do đó. Thấy đơn giản vậy không? Mà chính cái tổ đức này là hình thành được cái tổ nghiệp. Cái chỗ này văn sao ấn tổ nói rất hay. Cho nên thành ra mọi người nên phải phải đọc vào văn sao của tổ sư ấn quang thì mình mới thấu hiểu được điều này. Chúng tôi lúc trước không đọc văn sao, không biết tổ nghiệp là gì luôn không biết tổ đức là gì luôn nhưng mà khi mình chiêm nghiệm lâu ngày rồi mình mới thấy là những bậc bồ tát bậc thánh hiền mới mới giúp cho mình cái gốc để cho mình không có bị mất cái gốc, không. À, Thôi hôm nay nhân cái ngày à, lễ lớn của đất nước mình thì chúng tôi cũng tùy hỷ và và hoan hỷ và chứng minh cái công đức phóng sanh của quý phật tử đã hỗ trợ à, cho cái lễ phóng sanh hôm nay giờ đây chúng tôi vào cái lễ phóng sanh và A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quang Thế Âm, website vkvkvk.volungthoa.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909747474 74 74 74, hoặc 0933 447 312 Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh Kinh A Di Đà hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0904 775 948 Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo vân vân xin tùy hỷ gửi vào tài khoản một tài khoản cũ tên tài khoản Trần Văn Hơn số tài khoản 0561000747474 ngân hàng Việt Cơm Binh chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng số 2 tài khoản mới tên tài khoản Trần Văn Hơn số tài khoản 1111747474 ngân hàng Việt Cơm Banh chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng Số 3 Tài khoản Sa Cơm Banh Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0500 1769 0393 Ngân hàng Sa Cơm Banh chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng Số điện thoại liên lạc 0933 447 312 Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân à, Xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Lâm Đồng Friends Bank Address 33 Nguyễn Văn Cử Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province Swift Code BFTVVNVS056 Account No 0561 370 74 Name of account Trần Văn Hơn Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Xin trân trọng, kính chào quý vị Nam Mô A Di Đà Phật